tối ngày 15 tháng 12, tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, một vụ tai nạn đã xảy ra khi chiếc ô tô do người phụ nữ điều khiển mất lái lao vào tông sập mái hiên nhà dân. Hậu quả, đầu xe con biến dạng, một cháu bé bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 20h57 phút tối ngày 15 tháng 12 trên quốc lộ 55, đoạn qua ngã ba Đại Bình thuộc địa phận phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Thời điểm trên, nữ tài xế 38 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, điều khiển xe ô tô con, rẽ vào ngã ba thì mất lái lao thẳng vào hiên nhà dân ven đường. Lúc tai nạn xảy ra, trên xe con có 3 người lớn và hai trẻ nhỏ, một cháu bé 6 tuổi bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Những người còn lại chỉ bị trầy sức nhẹ. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe con dập nát, biến dạng. Trụ cổng và bờ tường mái hiên nhà dân cao hơn 3 mét bị tông sập hoàn toàn được biết người phụ nữ cầm lái đang chở chồng trên đường đi nhậu về thì xảy ra tai nạn